Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 10 tháng 5 mà chúng tôi vừa cập nhật. Trên 196.000 tỷ đồng từ khách du lịch. Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 3,7 triệu lượt khách quốc tế, vượt con số cả năm 2022, đạt gần 50% mục tiêu kế hoạch năm 2023. Đồng thời, phục vụ 38,2 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 196.600 tỷ đồng. Về quy mô thị trường gửi khách, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 4 tháng đầu năm 2023. Cán mốc 1 triệu lượt chiếm 29%, tiếp theo là Mỹ 263.000 lượt, Trung Quốc ở vị trí thứ 3 252.000 lượt. Trong top 10 thị trường hàng đầu, Đông Bắc Á có 4 thị trường là Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản 160.000 lượt, Đông Nam Á có 3 thị trường là Thái Lan, Malaysia và Campuchia. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục họp gỡ vướng các dự án bất động sản. Hôm nay ngày 10 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sẽ chủ trì cuộc họp gỡ vướng cho các dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các sở xây dựng, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, tài chính, tư pháp, giao thông vận tải, thanh tra thành phố và cục thuế thành phố. Cuộc họp nhằm kiểm tra tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 156 dự án thuộc 121 nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh do Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị. Tại cuộc họp, các sở, ngành sẽ báo cáo cụ thể tiến độ của từng dự án. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau các cuộc họp một số dự án đã có kết quả bước đầu. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã cho phép 5 tập đoàn, doanh nghiệp chủ đầu tư của 5 dự án được huy động vốn 50% số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của 5 dự án này, tương đương với 5.432 căn hộ. Trong khi đó, Bộ Xây dựng cho biết tính đến nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã nhận được 58 văn bản báo cáo liên quan đến 115 dự án bất động sản, bao gồm cả các dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Novaland có 6 dự án, Hưng Thịnh có 44 dự án, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị có 16 dự án. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đã đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ giải quyết, gỡ vướng cho 50 dự án bất động sản vướng mắc pháp lý. Đầu tư tuyến đường kết nối Bình Phước và Đồng Nai. Theo công văn 3.266 trên VPCPCN ngày 9 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về đầu tư tuyến đường kết nối tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. Bộ Giao thông Vận tải cho biết tuyến đường có điểm đầu tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đoạn cuối tuyến được nghiên cứu theo hai phương án. Cụ thể, phương án 1 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đề xuất có hướng tuyến đi qua cầu Mã Đà, sang địa phận tỉnh Đồng Nai, tiếp tục đi theo các tuyến đường địa phương và kết nối với đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tổng chiều dài khoảng 76 km, trong đó khoảng 31 km đi qua vùng lõi khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Phương án 2 do Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu có hướng tuyến kết nối với đường Đồng Phú Bình Dương tỉnh Bình Phước đang đầu tư xây dựng và đường Bắc Tân Uyên Phú Giáo Bầu Bàng tỉnh Bình Dương đang đầu tư xây dựng. Tuyến tiếp tục đi theo 15,5 km xây dựng mới để kết nối với đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tổng chiều dài khoảng 71 km. Đã ghi nhận trên 900 biến thể phụ của Omicron. Bộ Y tế cho biết trong ngày 9 tháng 5, cả nước ghi nhận 2.122 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với ngày hôm trước. Bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 118 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.580.060 ca mắc, trong đó 10.628.678 ca khỏi, 43.197 bệnh nhân tử vong chiếm 0,4% so với tổng số ca mắc. Giáo sư, tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, đến nay thế giới đã ghi nhận tới trên 900 biến thể phụ của Omicron, cho thấy tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu chấm dứt nhưng dịch chưa chấm dứt, vì vậy chúng ta không được chủ quan và vẫn cần tiếp tục công bố số liệu về dịch hàng ngày. Mỹ viện trợ khủng cho Ukraine. Ngày 9 tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ viện trợ số vũ khí trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong gói này, Ukraine sẽ nhận được các hệ thống phòng không và đạn dược bổ sung. Washington cũng sẽ cung cấp công nghệ giúp tích hợp các bệ phóng, tên lửa và radar phòng không của phương Tây với hệ thống của Ukraine. Ngoài đạn pháo 155 ly, Ukraine cũng sẽ nhận được đạn chống máy bay không người lái,
hình ảnh vệ tinh và các hình thức huấn luyện khác. Tính riêng trong năm tài chính 2023, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố sẽ cung cấp số vũ khí trị giá 5 tỷ đô la Mỹ từ sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Ngoài quỹ này, tính từ khi xung đột bùng nổ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã sử dụng quyền hành pháp đặc biệt để trợ giúp Kiev, khi yêu cầu rút từ kho vũ khí Mỹ các khí tài có tổng trị giá 35 tỷ đô la Mỹ để cung cấp cho Ukraine. Căng thẳng ngoại giao Canada-Trung Quốc leo thang. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Ottawa sẽ không sợ hãi chỉ vì Trung Quốc trả đũa. Phát ngôn được đưa ra ngày 9 tháng 5 sau khi Bắc Kinh trục xuất một nhà ngoại giao Canada. Trước đó, ngày 8 tháng 5, Ottawa đã trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc, cáo buộc người này tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Canada. Bắc Kinh gọi hành động và cáo buộc của Ottawa là vô lý nên đáp trả một ngày sau đó. Ông Trudeau nhấn mạnh với báo giới, chúng tôi hiểu rằng có sự trả đũa, nhưng chúng tôi sẽ không bị đe dọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ người Canada khỏi sự can thiệp của nước ngoài. Quan hệ Canada-Trung Quốc lao dốc sau vụ giám đốc tài chính toàn cầu Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt cuối năm 2018 tại Canada. Một số lo ngại căng thẳng mới nhất có thể gây hậu quả kinh tế cho Canada. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.